thành tích cao. Lực đã cùng các bạn trong đội tuyển của trường liên tục giành giải cao trong các kỳ thi Olympic toán. Năm 2022, lần trường hội nghiệp nói là 2 tỷ mấy khối, thì 2 tỷ mấy khối này ấy, thì chúng ta vẫn giữ được ở trên hồ, và 2 tỷ sẽ quy ra là cái số sản lượng cũng rất là lớn. Sản lượng này để chúng ta phát vào năm vào cái thời điểm này. Bluetooth mode.